Xin chào anh em. Trước mắt anh em đây là 100 cái ống bảy lươn loại 34 này. Đấy, làm rất là chuyên nghiệp luôn nhá. Đấy. Anh em cắt được khoảng 60 phân hoặc 70 phân tùy theo kích cỡ. Đấy, thấy không? Cái ống này là ống 34 nhá. Ống loại nhựa đều đấy. Phía trước thì anh em có thể vát cho nó đẹp. Đó, bỏ hôm vào nữa thôi là xong. Giờ nó thay ống nứa rồi. Ống nứa giờ nó nặng, ống này nhanh nhẹ lắm. Một bì đựng được 50 cái tha hồ. Ở phía sau này thì anh em mua cái bịt bịt 34 bịt lại, thấy không? Các bạn thấy không? Bịt 34 này thấy không? Đó. Bịt 34 này. Bịt 34 thì các bạn nhớ nha, đây là chơi dui, dui lỗ nha, phải dui lỗ, khoét lỗ để cho lươn nó thở. Đấy, ống nhựa này là ống nhựa đều các bạn nhé, không phải là ống nhựa nhựa bên đâu. Ống nhựa bên nó rơi tầm 30.000 50.000 một một chiếc ấy, một ống. Cái này nhựa đều thì một cây được khoảng 20.000 đổ lại. Đấy, rất là đẹp nha, thấy không? Đó, thả ruồng thì miễn chê luôn. Đấy, nếu mà các bạn có điều kiện thì mua ống nhựa tiên phong, mua ống nhựa tiên phong thì được khoảng 10 năm, 10 năm mới thay thay ống. Còn những cái loại này thì khoảng 1 năm đến 5 rưỡi là phải thay rồi vì nó giòn. Đấy. Không. Đây gọi là trúng lươn ruồng nha. Đấy. Rồi, xin chào anh em.